Tuyết soi vào xem nào, xem mặt bạn có bị biến dạng không nào. Tớ đây hả? Ờ. Ôi trời. Thử thách mua tất cả các loại bánh và trái cây tại Oxenzer. Bây giờ cùng đi mua với chúng mình nha. Ok. Tinh tinh, các bạn biết đây là cái gì không? Đây là một cái, ôi cũng là sông tinh dầu lên đó. Nhưng mà tớ nhìn thấy này, một chiếc bánh này. Đây là một chiếc bánh donut nha. Hay người ta gọi là bánh vòng á các bạn ơi. Nhìn cute quá à. Mà ở dưới này này. Ý, dưới này, à cái này là cái lắp mà để vào. Đây có dây sạc điện nữa. Nhìn mà tớ cứ nghĩ là tớ đây là một cái bồn tắm hoặc là một cái xưởng, xưởng mà để bánh bao á các bạn. Nhìn hay đúng không? Tớ sẽ lấy cái này nè. Ten ten ten. Các bạn ơi, đây là một bộ trang phục rất là ấm áp và có hình quả dâu tây nè. Cú tê chơi các bạn ơi, mùa đông mà chúng ta mặc cái bộ này đi ngủ thì thật là ấm áp đúng không nào? Nhưng mà cái bộ này thì tớ tạm thời treo ở đây đã, tại vì tớ sẽ phải đi lấy nhiều loại trái cây khác nữa. Oh, thôi các bạn ơi, các bạn nhìn nè, ở đây có chiếc bánh này, ở đây là một chiếc, đây là không biết là cái đèn sông tinh dầu hay sao ấy, ở đây có hai chiếc bánh quy. Thế cho tớ một miếng ăn đi để tớ ăn được bánh xem nào. Nè bạn ăn đi. Ngon. Ngon nhưng mà tớ lại còn có cái này hay hơn nè. Đây là một chùm nhá. Mà lại còn là salam đúng không? Đúng rồi, cái này là hộp salam các bạn ơi. Và chúng ta sẽ được tặng kèm là một chùm nho và cả một chiếc bánh ở đây. Trời ơi, này thế là vừa nho vừa bánh luôn. Thế là một cái món đồ này được hai thứ luôn rồi. Chả thế nhưng mà tớ lấy trước rồi. Thế thì tớ cũng không lấy đâu, ở đây còn đầy thế này. Nhìn nè, nhìn nè các bạn ơi. Đây là cái gì ta? Đây là một quả bơ. Đúng rồi, đây hình như là đèn tinh dầu á. Thế á? Hình như là đây thế. Đây này, đây nè. Chúng ta sẽ cho nước vào trong này xem tinh dầu sẽ tỏa hương thơm ngát luôn. Thế thì giống cái này của tớ này. Đây, cái bánh này của tớ là thế. Nhưng mà của tớ thì có te hơn đúng không? Của tớ đẹp hơn nhưng mà... này mà hai cái này lấy cái nào nhỉ? Lấy cả hai đi cho tớ một cái. Ok, tớ lấy cả hai nhưng tớ không cho bạn tiếp. Trời ơi, bạn Hà thật là đáng ghét, bảo không chơi tớ kìa. Này, này, tiếp. Ai đây, ai đây? Này, Tuyết, tớ bảo này, Tuyết thấy tớ có xinh không? À bạn á? Bạn thì từ lúc sinh ra thì đã sinh bẩm sinh rồi. Ê, Tuyết soi vào xem nào, xem mặt bạn có bị biến dạng không nào. Tớ đây hả? Trời ơi, chỉ thấy caramel thôi, không thấy tớ đâu. Bạn Tuyết ơi là thành caramel này. Đây bây giờ tớ lại cầm cho Tuyết để Tuyết soi thử Tuyết này. Hả? Đây. Nhưng mà mình cứ đứng ở đây ngại quá nè. Đây, quên mất tớ phải đi tìm đồ. Tớ cứ đứng ở đây xoay gương với nhau. Nhưng mà tớ bảo ở đây có rất là nhiều cái bánh của tớ luôn á. Các bạn nhìn này. Đây, nhìn thấy chưa? Đây là một chiếc gấu, một chiếc gối ôm. Nhưng mà lại hình tròn giống như là một cái bánh hamburger ấy. Đúng rồi, đây là bánh hamburger còn gì nữa. Khi chúng ta để như thế này này thì sẽ có rất là nhiều tầng lớp bánh đó. Mà còn đặc biệt hơn á, tớ thấy một chiếc bánh bị thương. Đâu, tại sao lại bị thương đúng không? Đây này. Thế chiếc bánh này tớ không hiểu làm sao mà bây giờ bạn ấy bị thương mất một nửa rồi. Một bạn Minion cũng bị thương. Đã một mắt rồi lại còn bị thương nửa mắt còn lại. Ở đây thử xem là còn cái bánh nào nữa không nhá. Wow. Đây này, có rất là nhiều loại bánh luôn nhá. Ở đây bánh này là bánh tròn, này là bánh quỷ à? Tớ cũng không biết nhưng mà bánh nướng. Còn giống với chiếc bánh trung thu nhở. Còn cái bánh này thì là bánh... Bánh gì? Bánh này là bánh giống như bánh bao nhưng không phải bánh bao. Giống như bánh bao nhưng không phải bánh bao. Bạn sẽ phát hiện một câu đúng là mình không cần hỏi. Nhưng mà đấy là bánh. Đây này, còn ở đây này. Đây này, một góc miếng pizza luôn. Bạn đã thích ăn bánh pizza này không? Ngon thế. Nhưng mà tớ lại thích bánh pizza mà có thịt bò cơ. Trời ơi, pizza nhân thịt bò. Đây nhân không thôi các bạn ơi. Ê, có cái bánh hamburger kìa. Đâu. Đó. Đây nè. Đây. Bạn Tuyết mắt tinh thế. Camera mà tinh dã man luôn á. Tại vì tớ đang nhìn thấy bạn mà. Tớ chỉ tập trung vào nhìn máy thôi, đúng rồi. Chiếc hamburger này giống hết cái màu áo của tớ luôn. Ở đây còn loại bánh nào nữa không? Ôi. Một chiếc bánh sinh nhật. Happy birthday bạn Tiết nè. Thank you nhiều. Nhưng mà sinh nhật của tớ thì đã qua mất rồi. Thế thôi, tớ lấy cái bánh sinh nhật này để năm sau mà bạn Tiết có sinh nhật thì tớ mang cho bạn ý là được. Trời ơi, nhưng mà hiện tại ngay bây giờ tớ muốn uống sữa đó. Bạn có thể kiếm cho tớ một cái hộp sữa được không? Đây được ha. Không, cái này là nước mà. Còn tớ lấy hộp sữa đây nè. Thế thì bây giờ tớ mua tặng bạn Tiết cái hộp sữa này luôn. Được luôn.
Ý, nè, ở đây có cái bánh như là bánh trung thu ấy nhờ các bạn nhờ. Bạn nào thích bánh trung thu không? Bánh trung thu tớ không thích ăn lắm đâu, tại vì nó ngọt lắm. Thế á, nhưng mà tớ thì lại rất là thích ăn, nếu mà nhân trứng muối á, tớ thích ăn lắm. Ôi, nhân trứng muối là tớ bỏ đầu tiên, ôi thế tớ với Tết không hợp nhau trời rồi. Trời ơi, chúng ta không hề hợp nhau. Thế bạn có thích cái bánh này không? Đâu, bánh này á. Đây là bỏng ngô. Ê, đây là bánh kem nè. Ý, ở đây còn rất là nhiều loại nữa nè. Cái này hình như là bạn lạc đà Galaxy nè. Ờ, thế đây đúng là bạn lạc đà ấy. Tớ thấy một bạn gấu bông lạc đà rất là đáng yêu nữa. Thế á đâu. Ừ, tớ dẫn bạn đi nhá. Ừ. Tiên, các bạn ơi, nhìn này. Một chiếc hộp bút mà lại là cái chai quay cái bánh mì các bạn ạ. Nhìn này có thích không? Ừ. Khi nào mà chúng ta muốn ăn thì chúng ta bỏ ra, chúng ta nhìn cho đỡ thèm, đỡ đói á. Ý, nhưng mà tớ bảo này các bạn ơi, cái bánh mì này rất là hay nhá. Mặt đã. Buồn nè. Tại vì bạn ấy không được ăn no. Đáng lý ra chúng ta sẽ phải mở cái bánh mì ra. Bởi vì bánh mì sẽ phải thường là kẹp thịt đúng không? Đúng. Kẹp bánh ấy, kẹp trứng nè. Đúng. Nhưng mà ở trong này rỗng tuếch. Thế thì chả buồn à. Thế bạn tiết kẹp tí tiền vào đấy đi, hơn tớ mua cái bánh mì đấy luôn. Tớ sẽ kẹp cho bạn ấy mấy cái bút cute. Ở đây nè, tớ còn thấy cả hai cái túi hình bánh luôn. Cái này là bánh gì nhở? Đây giống như cái bánh gì mà... Bánh xe hả? Không phải. Cái bánh gì mà buổi sáng mà để vào một cái máy, xong máy bập nó tinh lên cái nướng ăn á. Bánh gì vuông tớ quên mất tên rồi. Thế còn đây là cái bánh gì? Bánh sandwich. Nhưng mà nhìn ngon nhỉ, tớ muốn cắn một cái. Cái bánh này thì chắc là cũng là một loại bánh mì, nhưng mà mình không biết tên đâu. Tớ lại nói là bánh mì. Tóm lại nó là bánh đúng không? Thế thì mình sẽ lấy ba cái bánh này về ăn nhá. Đi ăn. Các bạn ơi, thử tí xem móc khóa là có quả không nhá. Đây, ở đây thì có rất là nhiều chiếc móc khóa nè. Đây, những nàng công chúa xinh đẹp luôn. Wow, nhìn này, cái này có phải là quả dưa hấu không? À, đúng rồi, vì ở đây thì có một miếng dưa hấu ở đây. Tên, tên, tên. Thế là tớ đã tìm được chiếc móc khóa quả dưa hấu nè. đây nè các bạn ơi, cái này là quả dâu tây nè. Trời ơi, quả dâu tây to ở bên ngoài, sau đó là có một bạn gấu ở bên trong. Ý, còn có cả bạn thỏ nữa nè, bạn thỏ lại đeo cái túi dâu tây này. Ê, tớ thích bạn thỏ, nên là tớ nhất định sẽ lấy bạn thỏ này. Các bạn ơi, mình đang ở khu mà văn phòng phẩm á. Văn phòng phẩm thì các bạn thấy là có sách này, có bút này đúng không? Có vở này, có rất là nhiều sổ nữa. Bây giờ xem nào, có sách bút vở nào mà có hình cái bánh không, mình sẽ lấy hết luôn. Tại vì mình đam mê bánh mà. Ở đây thì, đây mình sẽ tìm. Ê nè, nhìn nè. Các bạn ơi, nhìn ở đây có một bạn thỏ này. Và bên cạnh bạn thỏ thì có một chiếc bánh tinh nhật rất là to luôn. Quyển này thì phải lấy chứ đúng không các bạn? Xem còn cái gì nữa không? Ê, đây. Nhìn này, một chiếc bánh sandwich nè. Đấy, đây này, một chiếc bánh vòng nè. Hai quyển này cũng lấy. Còn ở phía dưới nữa. Phía dưới này. Ê, đây bạn ơi. Đây này, bánh pizza này. Pizza. Lấy pizza đây này. Pizza nha. Còn cái gì nữa ta? Cái này là không thấy nữa nè. Phía dưới. Các bạn ơi, mình phải tìm phía dưới. Ê này, hamburger nè. Lấy hamburger luôn. Còn ở dưới nữa nè, các bạn nhìn nè. Bánh sinh nhật. Ui, có rất là nhiều bánh sinh nhật luôn. Lấy bánh sinh nhật. Còn ở đây nữa rồi. À đây, nè. Đây là một chiếc bánh kem. Lấy chiếc bánh kem này nữa. Thử xem còn gì nữa không, tớ vơ hết luôn mà. Nè. Trời ơi, đây có một bạn gấu hay bạn gì, bạn mèo hay bạn gì ta. Nhưng mà dưới bạn ý là một chiếc bánh kem á. Tớ lấy. Này các bạn này, đâu ở khu này mà tớ thu được cưng này. Quyển vở, quyển sổ, có hình cái bánh luôn. Trời ơi, đại gia là tớ chứ đâu. Wow, các bạn ơi, nhìn nè. Đây là các sticker để chúng ta gắn vào những đôi dép đấy. Đây có hình khủng long này, hình con heo nè. Có cả heo bé heo lớn luôn. Wow, có cả chim Angry Bird nè. Nguyên nhện này các bạn ơi, thử tìm quả của mình xem có không nhá. Ý, có hoa nè. Còn đây là, ê, cái này là quả lê của tớ nè. Tớ sẽ gắn vào dép của tớ. Ừ, còn có cả một bạn vịt luôn các bạn ạ. Ai da, nhưng mà tiếc rằng tớ chỉ tìm được có mỗi một quả lê thôi. Tinh tinh. Tinh, tớ đây rồi. Các bạn ơi, tớ tìm được một loại quả độc nhất vô nhị luôn. Quả gì á? Đó chính là... Mà bạn có thích ăn không? Thì phải biết quả gì mình ăn chứ, không phải quả gì mình ăn đâu các bạn. Đó là quả đấm các bạn ạ. Bạn có thích ăn quả đấm không? Đây nè, một quả đấm tớ sẽ đấm à. Đây. Bạn mà tìm được quả đấm chứng tỏ là bạn ấy muốn ăn, bạn mới tìm thấy đúng không? Không, tất nhiên là tớ không tìm. Thế là tớ cho bạn một quả
quả bom, quả mìn, quả lựu đạn á. Không, bạn đi tìm quả, bạn ăn những đấy đi, tớ không cần luôn. Tại vì tớ tìm bánh mà các bạn. Thế bạn có tìm được cái bánh gì ở tớ không? Trời ơi, hơi bị nhiều luôn, các bạn theo dõi rồi đúng không? Tớ tìm được rất là nhiều loại bánh đúng không? Từ loại nhỏ nhất đến loại to nhất luôn. Nhưng mà tớ cũng tìm được rất là nhiều loại quả. Nhưng mà tớ nghĩ rằng còn chưa nhiều bằng bánh của bạn Hà. Nhưng mà một xí nữa tớ sẽ dẫn các bạn đi, à dẫn bạn Hà đi ăn hoa quả vườn nhà tớ. Thật? Này, nhưng mà tớ biết là vườn nhà bạn là đồng không nhà trống, có cái gì đâu mà dẫn hoa quả vườn. Lâu lắm bạn không qua nhà tớ rồi, nhà tớ trồng được một vườn hoa quả rất là nhiều loại quả luôn. Thế à, thế tí tớ cũng phải vào thử xem là nhà Tuyết này có hoa quả thật hay không, hay là chỉ chẽ. Tớ lúc nào tớ cũng nói thật hết á các bạn. Rồi, còn video của chúng mình cũng đến đây là kết thúc nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye.